Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo theo từ tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố chí tu đạo vững bền, xa biển khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Nam mô Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Đệ tử chúng con nương ngoài lực Bồ Đề của mười phương chư Phật, xin được bạch thỉnh chư Đại Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng, theo hành nguyện của các ngài quang giang nơi Pháp Hội Chứng Minh và Gia Hộ, cùng nương ngoài lực của Đức Phật Bổn Sư Thịnh Hết Thầy chư chúng Đà Phát Tâm Bồ Đề, chư Thiên chư Thần đồng nhau làm hộ pháp hết thầy chúng quỷ thần, vì lợi ích của mình khởi tâm hoan nghi tinh tấn hộ trì theo oai lực Phật vân tầm về nơi Pháp Hội hôm nay. Theo sự thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con, chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin kính bạch chư hộ pháp chốn Già Lam chùa Ba Vàng, xin các ngài ủng hộ cho chúng nghe con. Kinh bạch các ngài nương lòng từ bi và sự chỉ dạy trên sư phụ, nhưng mùa an cư kiên hạ của chư tăng đệ tử chúng con, tăng ni Phật từ chùa Ba Vàng, xin thành tâm đối trướng Tam Bảo phát nguyện tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư tăng, để tăng tháng công đức Tam Bảo tu bồi giới đức tăng trường phúc lành. Hôm nay đệ tử chúng con vâng tập về nơi Đại Hùng Bảo Điện, chúng con dâng nén tâm hương khai bạch Tam Bảo chứng minh giá trị, chư hộ pháp ủng hộ cho chúng con phát nguyện tu tập càng công đức theo mùa an cư kiên hạ của chư tăng. Giờ này chúng con xin tu tập theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bùi thứ sáu, phẩm thí dụ thứ ba. Chúng con xin nguyện đem công đức lành này hồi hướng đến ứng chư Phật bao tư trồng ứng phát nguyện đời đời kiếp kiếp nương nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật, để hộ trì Tam Bảo truyền tài Phật Pháp rộng khắp thế gian, đem tất cả công đức hồi hướng cầu vô thượng Bồ Đề. Và hiện tại chúng con hồi hướng công đức mong nguyện chính pháp của Phật được tuyên dương, các bậc thành tăng xuất hiện nơi đời hoằng dương chánh pháp Phật, đem hạnh phúc cho những thiên và muôn loài, càng chung ác ma phá hoại Phật Pháp, cùng chúng ngoại đạo được duyên giác ngộ. Nguyện trên sư phụ đường sức khỏe trụ thế xa ba được dài lâu, để hoằng dương giáo Pháp Phật phổ độ quần sanh.
và nguyện cho cha mẹ hiện đời của tăng ni Phật tử tại chùa được mạnh khỏe, tăng thêm tuổi thọ, thân bằng quyến thuộc được nhiều lợi ích, sớm có duyên lành tu theo chân pháp của Phật. Nguyện cho gia tiên tiền tổ hiền kiếm cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, cùng các chúng oán gia trại chùa của tăng ni Phật tử tại chùa nương nơi công đức tu tập của chúng con mà được giác ngộ hoan hỷ, được nương tựa vào chính pháp của Phật để tu tập giải thoát. Chúng con cũng nguyện hết thảy chư thiên chư hộ pháp long thần hộ trì cho đất nước Việt Nam luôn có được minh quân giữ gìn bờ cõi an ổn nhân dân, khiến cho mọi người được sống trong hòa bình an lạc, ủng hộ cho Phật pháp khiến được hưng thịnh, nguyện cho thiên tai dịch bệnh tiêu giảm, muôn loài được an lạc trong giáo pháp của Phật. Chúng con ngưỡng nguyện mười phương chư Phật chứng minh công đức, phát nguyện tu tập hồi hướng của chúng con, cho sở nguyện của chúng con sớm được thành tựu. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô thượng gia hộ Bồ Tát Ma Ta. Chí ở tâm ma đàn na lê, nam ma mô thập ma vương nghe hư không a giới a nhật a thiên a chư Phật. Chí tâm ma đàn na lê, nam ma mô thập ma vương nghe hư không a giới a nhật a thiên nghe tôn pháp. Chí tâm ma đàn na lê, nam ma mô thập ma vương nghe hư không a giới a nhật a thiên a hiền a thánh a tăng. Phạm ma vi diệu rực sâu vô thường, trăm nghìn muôn ức kiếm khó gặp mới. Con nay thầy nghe
được thọ trì nguyện hiệu nghị chân thực của Như Lai. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hơn sáu muôn lời thành bay cuốn dòng chứa đựng vô biên nghĩa màu, trong cổ nướng cam lộ dịn nhuần, ở trong miệng chất đề hồ nhỏ mát, bên răng ngọc trắng tuôn xa lời, ở trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Nghe Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nghe Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nghe Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thỉnh đại chúng dở trang 118, mục số 17. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thí Dụ Thứ Ba, tiếp theo xa lời vâng ý của ông. Nghĩ sao ông trường già đó đồng đem xe trưng bao lớn cho các người con có lỗi hư vọng chăng? Xa lời phấn thưa thưa Thế Tôn, không, ông trưởng giả đó chỉ làm cho các người con đặng khỏi nạn lửa toàn thân mạng, chúng nó chẳng phải là hư vọng. Vì sao? Nếu đường toàn thân mang bèn đã được đồ chơi tốn đem, hơn nữa là dùng phương tiện cứu vớt ra khỏi nhà lửa Thế Tôn, dầu ông trưởng già đó nhận đến chẳng cho một thứ sẽ rất nhỏ, con chẳng phải hư vọng. Vì sao? Vì ông trưởng giả đó chương có nghĩ như vậy, ta dùng chướng phương tiện cho các con đặng ra khỏi vì nhân duyên đó nên không hư vọng vậy. Huống gì ông trưởng giả tự biết mình cố dầu vô lượng muôn lời hình các con mà đồng cho xe lớn vườn bảo ngài xa lời vâng ngày thấy ấy thấy như lời ông nói. Xa lời vâng Như Lai cũng lại như thế. Phật là cha của tất cả thế gian, ở nơi cản sự sợ hãi suy não lo buồn vô minh che tối hết hẳn không còn thừa, mà trọn thành tựu vô lượng chi kiến chi lực vô sở ý. Có xứng đại thần thông cùng xứng trí huệ đầy đủ các món phương tiện trí huệ ba la mừng đại từ đại bi thường không nghe lười mọi hăng vì câu việc lời lành cho tức cả muôn loài ma dân vào nhà lửa tam giới. Cụ mục này để độ chúng sinh ra khỏi nạn lửa sinh già bệnh chết lo buồn khổ não ngu si tối tâm ba độc giấy bảo cho chúng sinh đẳng vô thượng chính đẳng chính giác. Ta thấy các chúng sanh bị những sự sanh già bệnh chết lo buồn khổ nào
nó đốn cháy cũng vì năm món dùng tài lời mà bị càng điều thông khổ lại vì tham mê đeo đuổi tìm cầu nên hiện đời thọ càng điều khổ đời sau thọ khổ địa ngục sung sinh ngạ quỷ nếu sinh lên trời và ở trong loài người thời nghèo cùng khốn khổ bị khổ về người yêu thương xa lìa kẻ oan ghét lại gặp gỡ các môn khổ như thế mà chúng sanh chiếm trong đó vui vẻ giàu chơi chẳng ngay chẳng biết chẳng kính chẳng giờ cùng chẳng sanh lòng nhằm không cầu giải thoát ở trong nhà lửa tam giới này đông tay ráo chạy dầu bị khổ nhiều vẫn chẳng lấy làm lo xả lời phận. Đừng phận thấy việc này rồi bèn nghĩ rằng ta là cha của chúng sinh nên cứu chúng nó ra khỏi nạn khổ đó ban cho vô lượng vô biên món trí huệ vui của phần để chúng nó dạo chơi xa lời phận. Đức Như Lai lại nghĩ nếu ta chỉ dùng sức thần thông cùng sức trí huệ bỏ chuyện phương tiện mà vì chúng sanh khen ngợi càng món trí kiến trí lực vô sơ ý của Như Lai ân chúng sanh chẳng có thể do đó mà đặng độ thoáng. Sao vì các chúng sinh đó chưa khỏi sự sanh già bệnh chết lo buồn đau khổ đương bị thiêu đốt trong nhà lửa tam giới làm sao có thể hiểu được chi huệ của phần xa lời vương như ông trưởng giả kia giàu thân và tay có sức mạnh mà chẳng dùng đó chỉ ân cần phương tiện gắn cứu các con thoát nạn nhà lửa rồi sau đều cho xe trưng bao lớn đứng như lai cùng lại như thế giàu có trí lực cùng xứng vô ý mà chẳng dùng đến chỉ dùng trí huệ phương tiện nơi nhà lửa tam giới cứu vớt chúng sinh vì chúng sinh nói ba thừa thanh văn duyên giác cùng Phật thừa mà bảo rằng các người không nên nữa ở trong nhà lửa tam giới chờ có ham mê các món sẵn thanh đương vì xuống thô hèn nếu tham mê ăn danh ai nhiệm tới sẽ bị nó đốn các người mau ra khỏi ba cõi sẽ đặng chứng ba thừa thanh văn duyên giác và Phật thừa nay ta vì các ngươi mà bảo nhiệm việc đó quyết không dối vậy các ngươi chỉ nên siêng năng tinh tấn tu hành đức Như Lai dùng phương tiện ấy để dù dần chúng sanh tăng đến lại bảo các ngươi nên biết rằng pháp ba thừa đó đều là pháp của các đức thánh khen ngợi là pháp tự tại không bị ràng buộc không còn phải nương ga tìm cầu ngồi trong ba thừa này dùng các món căn lực giảng chi thánh đạo hiện định vô lậu cùng giải thoát tam muội vân vân đệ tử vui sướng đẳng vô lượng sự an khôn khoái lạc xa lời phân nếu có chúng sinh nào bề trong có chi tánh theo đức Phật Thế Tôn nghe pháp tin nhận ơn cần tinh tấn muốn chống ra khỏi ba cõi từ cầu chứng niết bàn gọi đó là thanh văn thừa như các người con kia vì cầu sẽ dễ mà ra khỏi nhà lửa nếu có chúng sanh nào theo đức Phật Thế Tôn nghe pháp tin nhận rồi ơn cần tinh tấn cầu trí huệ tự nhiên thưa tính riêng lẽ vắng lặng sâu
rõ nhân duyên của các pháp, gọi đó là duyên giáng thừa. Như các người con kia vì cầu xe hưu mà ra khỏi nhà lửa, nếu có chúng sinh nào theo đức phần thế tôn nghe pháp tin, nhưng xuyên tu tin tân cầu những thiên tri phương tri tự nhiên tri vô sư tri căn mong tri kiến lực vô ý của Như Lai, có lòng thương xót làm an vui cho vô lượng chúng sanh, lời ích trời người độ toàn tất cả hàng đó gọi là Đại Thừa Bồ Tát. Vì cầu đăng thừa này thời gọi là Ma Ha Tát. Như các người con kia cầu xe châu mà ra khỏi nhà lửa, xa lời Phật như ông trưởng giả kia thấy các con đường an ổn ra khỏi nhà lửa đến chỗ vô ý. Ông tỳ nghĩ ta của dầu vô lượng nên bình đẳng đem xe lương đồng cho các con đứng Như Lai cùng lại như thế là cha của tất cả chúng sanh. Nếu thấy có vô lượng nghìn đứng chúng sanh do cửa Phật giáo hóa mà thoát khỏi khổ đường hiểm đáng sợ của ba cõi đẳng sự vui niết bàn, bấy giờ Đức Như Lai bèn nghĩ ta có vô lượng vô biên trí huệ lực vô uy vân vân tạng pháp của các đức phần các chúng sanh này đều là con của ta đồng ban do pháp Đại Thừa chẳng để có người đường diện đồ riêng, đều đem pháp diệt độ của Như Lai mà cho chúng sanh, nó diệt độ nhưng chúng sanh đã thoát khỏi ba cõi đó, Phật đều cho món vui thiền định giải thoát vân vân. Của các đức Phật các món đó đều là một tương một thứ mà các đức thánh khen ngợi hãy sinh ra sự vui sạch màu bậc nhất, xa lời Phật như ông trưởng giả ban đầu dùng ba thứ xe dù dẫn các con sau rồi chỉ bằng cho xe lớn vân báu trang nghiêm mà nguồn thứ nhân sông ông trưởng giả kia không có lỗi ư dối đứng Như Lai cùng như thế không có ư dối. Ban đầu nói ba thừa dừng dân chúng sanh sau rồi chỉ dùng Đại Thừa mà đô giải thoáng đó. Vì sao Như Lai có vô lượng tạng pháp trí huệ lực vô sở uy có thể ban pháp Đại Thừa cho tất cả chúng sinh, chỉ vì chúng sinh không thọ được hên xa lời phân vì nhân duyên đó nên phải biến căng đức Như Lai dùng sự vương thiền ở nơi muộn vần thừa phân biệt nói thành ba đức phần muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng thì như ông trường gia có một nhà rất lớn, nhà đó đã lâu cũ mà lại rừng sâu xa vòng nhà vừa cao nguy gốc cột lại gãy mục chính xiên đều siêu vèo nền mông đã nan ra vách phên đều sụp đổ đất bùn rơi rớt xuống tranh lập xa tán loạn kèo đòn sai rời khớm bốn bề đều cõng vầy khắp để những tạm nhờ có đến 500 người ở đổ nơi trong đó chim si hiu điêu thứ quả chim thứa cứu giáp loài ngưỡng xa vùng nghiêng giống ngô công gió duyên loài thu cũng ba túc diệu ly cùng nghề từ cá giống độc trùng dự ngang dọc sen ruồi chạy chỗ vân dài hôi thối đồ bất tình chạy tràn các loài trùng khương lương bu nhóm ở trên đó cao soi cùng giá can liếm nhai và giày đạp cắn xe nhưng tay chết xương thịt bừa bãi ra do này mà bầy chó đua nhau nên ngoạm lây ốm đói và xe dệt nơi nơi tìm món ăn dần giờ câu xé nhau gầm ghê sao gua rau nhà đó sự đáng sợ nhưng biển ra
tràng dường ấy gấm cho đều có những quỷ lì mì vọng lượng quỷ già xóa quỷ dư tuốt ăn cả thịt người các loài trùng đông giữ những cầm thú hung ác ngấp cho bú sản sinh đều tử dấu gìn giữ quỷ già xóa đua đến giành bắt mà ăn đo nó nê rồi lòng cũng dư thêm măng tiếng chúng đánh cài nhau thân rừng đáng lo giờ những quý cứu bàn ra ngồi xóm trên đông đường hoàng co lô hồng đường môn tướng ngay hai thương qua rồi lại vào đi buôn luôn chơi cùng dần nắm hai chân của cho đánh chó là thức thinh lấy chân đạp trên cổ khung cô chó để vui lại có cán giống quỳ thân nó rừng cao lớn rừng ruộng thân đen sau thường ở luôn trong đó rền tiếng ngôn ăn lớn kêu la tìm món ăn lại có cán giống quỳ cô nó nhỏ bằng kim lại có cán giống quỳ đầu nó như đầu trâu hoặc là ăn thịt người hoặc lại ăn thịt chó đầu tóc rối tung lên giật nát lại hung hiểm bị đói khăn bức ngặt kêu là vừa rong chạy già xoa cùng quỷ đói các chim muôn án độc đội gâm rào bốn bề rình xem nơi cửa sổ các nàng dường thế đấy vô lượng việc ghê sợ nhà cố mùng trên đó tuồng ở nơi một người người ấy mưa mới ra thời gian chưa bao lâu rồi sau nhà cửa đó bỗng nhiên lửa cháy đỏ động một lúc bốn bề ngọn lửa đều hừng hực dường cốt và chính xiên tiếng tách nổ vang đồng năn gãy rơi rớt xuống vách phên đều lỡ ngã còn lại quỷ thân tay đồng gần tiếng kêu to càng giống chim điêu đưa quỷ cứu bàn ra thấy kinh giờ chạy sang xuống vẫn không từ ra đằng thủ dư loài trùng đồng chuỗi nôm trong lo ăn các quỷ tì xa xa cùng ở trong ăn đó vì vương đứng kém vậy bị lửa đến đốn bưng lại tàn hại lẫn nhau uống máu ăn thịt nhau những loại thú gia can thời đều đã chết trước các giống thú dữ lớn giành đua đến ăn nuốt khói tanh bay phùn phụt phủ khắp bít bốn bề loài ngô công gió duyên cùng với rắn ngung đồng bị lửa lòn đốn cháy đánh nhau chạy khỏi ăn quý bàn ra rình chợ liền băng lấy mà ăn lại có các ngà quỳ trên đầu lửa bóng cháy đôi gàng rừng nông gô sáng xuống chạy quảng lên nhà lửa đó vừa ngày rừng đang nên ghê sửa độc hại cùng tay lửa các nạn chẳng phải một lung bấy giờ chủ nhà đứng ở nơi ngoài cửa nghe có người manh rằng các người con của ông trướng đây vì dạo chơi mà đến vào nhà này thơ mẹ không yêu biên chỉ vui âm mưa đâm rừng giá vừa nghe xong kinh sợ vào nhà lửa tìm phương nghi cứu tế cho con khỏi thiếu hại mà dù bao càng con nói rõ càng hoàn nàng nào oan quý đồng trùng hòa tai lang tràng cháy các sự khổ tư lớn nỗi luôn không hề dừng loài động xả ngươn phúng và các quý giả xoa cùng quý cưu bàn trà những giá can trồn cho chim điêu thưu si hiu lại giống ba túc thầy điều đòi khác gỗ gâm đừng đang phải ghê sợ chó khổ nạn như thế huống lại là lừa lớn các con nhỏ không yêu dầu có nghe cha dạy cứ vẫn còn ham mưa vui chơi mãi không thôi bây giờ trương già kia mới bèn nghĩ thế này các con như thế đó làm ta thêm sầu não nãy trong nhà lửa này không một việc đáng vui mà các con ngây dại vẫn ham mê vui chơi chẳng chịu nghe lời ta toan sẽ bị lửa hai ông bèn lại suy nghĩ nên bày các phương tiện bảo với các con rằng cha có rất nhiều thứ các đồ chơi trưng kỳ nhưng sẽ bộ tôn đẹp nào
xe dế xe hưu cùng với xe trâu lớn nghiện để ở ngoài cửa các con mau ra đây cha chính vì các con mà sắm những xe này. Tùy ý các con thính có thể để dạo chơi các con nghe cha nói các thứ xe như vậy từng thời cùng giành đua dạo chạy ra khỏi nhà đến nơi khoảng đất trống rời những sự khổ nàng đường và thấy các con được ra khỏi nhà lửa ở nơi ngã tư đường đến ngồi tòa sư tử ông bèn tư mừng rằng ta nay rất mừng vui nhưng đứa con ta đây để nuôi rừng có lâm chung nhỏ dài không yêu mới lầm vào nhà hiểm có nhiều loài trùng đồng quỷ ly mì đáng giờ lửa lớn cháy hừng ngực bốn phía đều Phật lên. Mà các trẻ con này lại ham ưa vui chơi nay ta đã cứu chúng khiến đều đáng thoát nạn vì thế các người ơi ta nay rất vui mừng khi ấy các người còn biết cha đã ngồi ăn đều đến bên chỗ cha mà thưa cùng cha rằng xin cha cho chúng con ba thứ sẽ bao là như vừa rồi cha hứa các con mô ra đây sẽ cho ba thứ sẽ tùy các con muốn bây giờ chính phải lúc xin cha thương cầm cho nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Thập Phương Pháp Giới Thượng Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh Phục Nguyện. Tam Bảo Chứng Minh Nói Thân Ngộ Niệm Bồ Tát Thánh Tăng Phạm Vương Đế Thích Tự Thiện Vương Chuông Thiện Long Bằng Bồ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiên Thiện Thần Đồng Thủy Chứng Minh Gia Hồ. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức tu hành thực có trong ngày hôm nay đối với thân thực hành thiểu dục trí tục đối với khẩu nói lời thanh tịnh xa rời các dục đối với ý thường tư duy chân pháp. Chúng con kính nguyện sư phụ của chúng con từ đại điều hòa trụ thế xa ba dài lâu đời đời các kiếp vì lai thì hiện mang ánh sáng trí tuệ ban nhà của các đức Như Lai phổ độ quần sinh khiến cho muôn loài đều thâm nhuận lời đức Phật dạy tin sâu những quả phạn tâm bồ đề ứng dụng tu hành sống cuộc đời giác ngộ an vui giải thoát. Nguyện cho thân phụ thân mẫu của sư phụ và cha mẹ của tăng ni Phật tử đang tu tâm tại chùa bền thực được thuyên giảm tăng trưởng duyên lành tu theo chánh nề pháp. Nguyện cho những dân Phật tử thiện nam tín nữ đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập tùy theo phúc báu của mình mà được bền căn thuyền giảm gia quyền an khang lòng tin nơi tam bảo ngày càng sâu tâm từ bi đối với chúng sanh tăng trưởng. Nguyện cho các ứng linh chiến sĩ trần vong đồng bào từ nạn dân quân du kích tự về những người đã chết trong các cuộc chiến tranh cùng 12 loài côn chứ vì hướng linh gia tiên nội ngoại kiếp này và các kiếp trước. Các hướng linh oán gia tại chùa của tăng ni Phật tử tại chùa các hướng linh có những duyên tại địa cuộc này
càng hướng lên liên quan đến việc độ sinh của chư tăng chùa Ba Vàng. Tùy theo phúc báu cúng dường và tu tập của chư tăng ni và các tín chủ mà được phát tâm giang tinh lìa khổ u minh, khởi niệm từ bi xa lìa đường khổ tình sau tam bảo, sinh về nơi cõi Phật an vui. Chúng con xin hồi hướng công đức tu hành này về vô thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa, khống chế và dập tắt dịch COVID-19 tại Việt Nam, cũng như trên thế giới có đủ duyên lành kiểm soát được dịch, sớm tìm ra vaccine dựng trừ nạn dịch. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân qua vàng sớm được sanh về cảnh giới an lành. Nguyện cho tất cả tăng ni Phật từ chùa Ba Vàng cùng với gia quyến đều không bị lây nhiễm bệnh này. Chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh đông đừng các nạn nước cho biên đông và lũ quét lục lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng nghe sanh. Hồi hướng cho chúng nghe hành bình quỷ vương, ác độc quỷ vương, đáng quỷ vương, huyết lệ sâu quỷ vương, cung căng tiêu quỷ tư có liên quan tới ác năng của những loài. Nguyện cho chúng quỷ này được nương công đức tu tâm pháp lục hòa của chúng con mà tăng phụng tăng duyên giác ngộ Phật pháp, từ bỏ việc ác hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề hộ trì tam bảo, cùng với chúng con kết duyên pháp lư, thực hành công hành Bồ Đề, truyền tài Phật pháp phổ độ chúng sanh, cầu vô thượng Bồ Đề. Nguyện cho nước nhà có phúc, dân tộc trung kiên trì đứng trọn đầy những tâm hòa lạc, già trẻ kính nhường trí ngu chẳng nghịch, mọi người chung sức giúp nương an dân nghe người vật cùng hưởng. Lại nguyện dòng dòng Việt Nam khang thế, tâm đồng quay về nguồn xưa phát minh bản địa, mong cho ba nghiệp chẳng tiêu chứng tâm tỏ rõ, quốc độ thanh bình đạo đời yên ổn. Khắp nguyện nghe ô phước ban gấp tất cả đức độ quần sanh, Phật pháp thịnh hưng tam đồ dân nghe sạch na nam ma mô Phật Bồ Nghệ Sư Thịnh Á Ca Mô Ni. Tùng kinh công đức có bao nhiêu, con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khắp pháp giới các chúng sanh thầy đều thể nhập vô sanh nhận. Nguyện tiêu ba chướng sanh phiền não, nguyện được trí tuệ thực sáng ngời, nguyện các tội chướng thấy tiêu trừ, đời đời thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện đem công đức tu hành này chan trải mười phương khắp tất cả hiện thầy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác. Từ a quy a y Phật, nguyện cho chúng
sẽ nê hiểu thấu đạo lớn nghe phát tâm vô thường. Từ quý pháp mê nguyện cho chúng sẽ nê thâm nhập kinh tạng trí tuệ như biển. Từ quý ai tăng nghe nguyện cho chúng sẽ nê quảng lễ đại chỗ nghe thầy không nghe ngại.